Hồ Ngọc Hà, tôi từng cắt đứt với Kim Lý. Hồ Ngọc Hà nói hồi mới yêu, do khác văn hóa, cô cắt đứt hoàn toàn với Kim Lý nhưng sau đó cả hai thấy không thể sống thiếu nhau. Tháng 6, ca sĩ thực hiện live show lớp sông tại Đà Nẵng. Cô cho biết bí quyết để luôn tươi trẻ là giữ thái độ sống tích cực, thường xuyên vận động, rèn luyện cơ thể. Hà Hồ 39 tuổi, quê Quảng Bình. Cô khởi đầu nghệ thuật với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Trong gần 20 năm đi hát, cô có nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dancer, EDM, cô còn làm huấn luyện viên tại các chương trình giọng hát Việt. X Factor, Hair Face. Năm 2017, ca sĩ hẹn hò diễn viên Kim Lý, cùng tuổi. Năm 2020, sau khi đăng ký kết hôn, họ đón song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.